mắt. Yêu thương người tội lỗi khắp thế gian, giờ ra đi đã điểm đã chín mùi, đưa tiễn chi lòng thêm nhiều vấn vương. Sống trên đời ăn có hơn có tăng, đã hơn rồi ăn cũng là thương tình, đừng quan trọng thân xác. Trước khi mà con lên bàn mổ thì con có bác sĩ có cho con chụp CT, và khi mà con mổ xong con tỉnh dậy thì chồng con nói với con là cái gan của con có một đốm mờ và bác sĩ nghi ngờ là di căn qua gan rồi cha. Mọi thứ đối với con lúc đó là con cảm thấy mọi cánh cửa định đóng lại với con hết. Nhưng mà đột nhiên chồng con nói với con là anh không có tin tưởng Chúa nữa. Anh không tin tưởng Chúa. Lúc đó con đau khổ lắm cha. Hai vợ chồng con là đạo gốc hay đạo theo? Dạ, chồng con là đạo gốc, còn con là đạo theo. Con không có biết một cái gì hết. Con nói với chồng con là hai đứa con của con lại nhờ ơn Chúa giúp đỡ rất nhiều rồi. Thì con cũng phải tin vào Chúa thôi. Chứ con ngoài Chúa ra con cũng không có biết gì hết. Không biết tin tưởng ai hết và cầu xin ai hết. Và con nghĩ rằng là con có nói với chồng con là chẳng lẽ bao nhiêu người mà Chúa ban ơn. Và từ trước tới giờ ban ơn cho gia đình mình. Và bao nhiêu người được chữa khỏi bệnh. Chẳng lẽ một mình con Chúa chừa con ra hả cha? Và khoảng 3 ngày thì con xuất viện và con có xem trên Facebook. Cô của con có chia sẻ cái bài lòng thương xót của cha. Và con nghĩ là chắc là lâu lắm rồi. Tại vì con trước kia con có nghe đại cha đi Mỹ. Mà sau đó con xem lại thì con thấy đấy là cha về Việt Nam rồi. Và trước khi mà con đi vào bệnh viện khám lại để bác sĩ chụp CT lại á cha, thì con có lên cha, thì cha đặt tay cho con. Về 3 ngày sau con đi khám lại, bác sĩ cho chụp CT để xác định coi cái khối u ở trong gan nó có phát triển to hơn không, để truyền hóa chất. Và sau khi truyền hóa chất xong
rồi để chụp CT lại coi thử cái khối u nó như thế nào. Nhưng mà lạ lùng thấy là khi con chụp CT lại lần thứ hai thì cái khối u ở trong gan của con, cái đốm mờ đó không có nữa cha. Hallelujah. 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 Dạ, bây giờ thì con đã chuyển hóa chất 6 lần xong và 25 lần xạ trị. Thì cái lần thứ hai chụp CT lại thì gan cũng, lần thứ ba chụp CT lại thì gan cũng không bị gì hết. Và bác sĩ cho con chụp thêm một lần MRI nữa thì gan của con bình thường. Bác sĩ nói là tại sao những lần đầu tiên thì phát hiện ra thấy như vậy mà lần mấy lần sau thì không có thấy. Bác sĩ nói thôi nếu mà không thấy thì mừng rồi. Nhưng mà con tin điều kỳ lạ đó là do Chúa ban cho con. Và con tin vào Chúa. Con tin Chúa đã chịu lắng cho con. Hallelujah. Chúng ta chưa thấy điều kỳ diệu bao giờ. Chúng ta chưa thấy điều mạnh lên. Chúng ta chưa thấy điều. Chính ông bác sĩ cũng chưa thấy điều kỳ diệu đó nữa thưa anh chị em. Mà điều kỳ diệu là gì? Điều kỳ diệu đó là người tân tòng lại vững tin hơn người đạo gốc. Người đạo gốc tưởng rằng mình gốc, nhưng mà lúc gặp thử thách gian nan lại không tin vào Chúa. Trong khi cái người tân tòng trong lúc thử thách gian nan lại bám chặt lấy Chúa và Chúa đã ra tay. Cho nên thưa anh chị em, lời của Chúa hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta vững tin vào Chúa. Có những thử thách người bại liệt đó không thể đưa đến với Chúa được. Và nếu mà bốn cái người khiêng đó mà nản chí giống như là ông chồng của cô này là bỏ cuộc thì chắc chắn người bại liệt đó không được chữa lành. Và nếu cô này không vững tin mà bỏ cuộc như chồng cô ấy thì cô không có mặt ở đây. Bây giờ thì không biết số phận cô đã ra sao rồi. Nhưng mà cô vững tin là như vậy thưa anh chị em. Anh chị em đến đây phải chấp nhận có những thử thách, chấp nhận có những cản trở, chấp nhận có những khó khăn. Nhưng Chúa nói hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót về cho chồng của con. Để chồng của con là người đạo gốc nhưng mà nó hay bị lung lay bởi phong ba bão táp, vững tin. Luôn tha thứ như lời cầu Cha tha nợ chúng con, nhận phép nương là bao nhận hồng ân, ân thiên xa từ trời cao giáng trần. Sống trên đời ăn có hơn có tan, đã hợp rồi.